đến với kênh Món Ngon Hồ Hương. Hôm nay các bạn cùng vào bếp với tôi để nấu món bún bò Huế. Nguyên liệu chuẩn bị cho món này gồm có móng giò, xương bò, gân bò, thịt bò có gân hay là bắp bò, thịt bò nạc, giò sống, dứa, tiết, tôm xay, hành tây, sả, hành tím, đường phèn, dầu điều, sả băm. Các gia vị để nấu: mắm ruốc, nước mắm, hạt nêm, muối, cốt bún bò Huế. Các rau gia vị để ăn kèm gồm có thân chuối, hoa chuối thái lát mỏng, hành, rau răm, giá sống, húng chó hay còn gọi là rau quế, ớt, chanh, ớt sa tế. Nguyên liệu tôi đã chuẩn bị xong cho món này. Đây là miếng bò nạm. Món bún này thường mọi người hay dùng bắp bò, nhưng hôm nay tôi không dùng bắp bò mà tôi dùng thịt bò nạm. Các bạn cho vào nồi nước sôi này để trần nhé. Trần tất cả các loại móng này, thịt này, cái món nào liên quan đến cái nấu hầm cái món này các bạn cho vào. Đây là gân bò các bạn. Các bạn cho một chút muối vào, khoảng 2 thìa canh. Chỗ này tôi chuẩn bị hơi nhiều nước. Các bạn cho nhiều muối một chút cũng không sao, để cho thịt nó đỡ mùi hôi hoặc là nó được sạch hơn nữa. Các bạn cho vài lát đường vào, chờ cho nước sôi lại là được. Nước đã sôi lại, các bạn vớt thịt và móng giò ra. Tiếp tục các bạn cho xương bò vào. Trần cái xương bò với các loại thịt với móng giò là rất là kỹ các bạn. Để cho cái món nước dùng của chúng ta được ngon thì các bạn phải kỹ càng một chút. Chỗ này là 2kg xương bò các bạn. Nếu mà bạn nào không mua được xương bò thì các bạn chuẩn bị xương ống lợn. Trần xương bò này các bạn phải trần kỹ hơn xương lợn. Khi bắt đầu nước sôi các bạn đun trong 5 đến 10 phút thì các bạn mới vớt xương ra và xả nước sạch. Nếu các bạn không đun kỹ phần xương bò này, khi đun nước nó ra mùi rất là khó chịu, nước dùng sẽ không thơm nữa và nó còn cái máu ở trong xương nó chảy ra làm cho nước của các bạn đục không có được trong. Sau khi trần móng giò và thịt bò gân, các bạn xả nước thật sạch. Và cái móng giò này khi chưa cho vào hầm, các bạn quay cái mặt da này xuống dưới nhé. Nếu các bạn để lên trên như thế này, da không được ngâm trong nước nó sẽ bị thâm đen lại, khi chúng ta ăn và trình bày sản phẩm sẽ không đẹp. Các bạn lưu ý. Bây giờ tôi vớt xương bò ra các bạn. Giờ tôi mang xương bò ra xả nước lạnh thật sạch. Chỗ nước này tôi chuẩn bị là 6 lít các bạn. Xương bò các bạn đã trần kỹ, rửa sạch. Bây giờ cho vào nồi hầm các bạn. Hầm xương bò này thời gian các bạn để qua đêm từ 10 đến 15 tiếng thì xương bò này nó mới tiết hết ra nước ngọt. Chứ nó không giống xương heo các bạn hầm là chỉ 4-5 tiếng đã dùng được rồi. Khi xương bò này nó sôi lên rồi các bạn hạ lửa nhỏ nhé, thật nhỏ.
Các bạn có nồi áp suất thì cho vào nồi áp suất, hoặc là có nồi đa năng thì thời gian nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay tôi không sử dụng nồi áp suất hoặc nồi đa năng để tiện cho các bạn không có những cái nồi đó dễ theo dõi. Bây giờ tôi nêm một thìa canh muối, một thìa canh hạt nêm trước mắt và chúng ta nêm nếm như vậy đã. Các bạn đun nước nóng già hoặc là nước sôi cũng được. Nếu mà bạn nào mua tiết họ đã luộc rồi thì phải bỏ qua giai đoạn này. Bạn nào chưa biết cách luộc tiết cho ngon thì các bạn cần phải chú ý. Nước nóng già các bạn đổ tiết vào. Nước của tôi hiện nay chưa sôi mà đang nóng già, tôi cho tiết vào các bạn. Khi cho tiết vào các bạn nhẹ tay đảo một chút, thật nhẹ thôi. Các bạn cho khoảng một thìa cà phê muối. Bây giờ tôi hạ lửa, để lửa thật nhỏ. Các bạn để lửa nhỏ nhất nhé. Nếu các bạn để lửa lớn là tuyết nó sẽ bị rỗ. Xương bò tôi đã hầm được 10 tiếng rồi các bạn. Cách giờ ăn khoảng 2 đến 3 tiếng các bạn mới cho tất cả các nguyên liệu còn lại như là gân bò, rồi móng giò, rồi thịt bò nạm hay là bắp bò. Đây là gân bò các bạn. Cây gân bò này luộc 2 tiếng thì nó mới nhừ được. Bạn nào thích ăn thì chuẩn bị gân, mà không thích thì các bạn chuẩn bị bò bắp này hay là bò nạm cũng được. Đó, đấy là gân bò. Đây là miếng nạm này các bạn này. Gia đình tôi thích ăn nhiều cái gân này. Móng giò các bạn cũng cho tất vào luôn. Các nguyên liệu này thời gian chín sẽ khác nhau, cho nên các bạn sẽ phải canh chừng. Thí dụ như móng giò này chỉ khoảng 40 phút đến 1 tiếng là đã nhừ rồi. Thế còn thịt bò nạm thì nó cũng tùy theo miếng, thì nó khoảng 1 tiếng cũng nhừ. Còn riêng có gân bò thì phải 2 tiếng mới nhừ được các bạn. Cho nên các bạn phải căn giờ, chứ đừng có cho sớm quá. Sớm quá mất công phải canh, mà bỏ lâu quá cái móng giò này nó đen xì vào các bạn. Nó xuống màu rất xấu. Khi các bạn cho các cái nguyên liệu như là gân bò, móng giò hoặc là thịt bò vào hầm thì các bạn cho luôn hành tây. Xả cây các bạn nhé. Trước khi cho vào nồi các bạn đập dập. Bây giờ tôi cho xả cây vào các bạn. Nếu bạn nào chưa có mỡ dầu điều thì các bạn đun mỡ nóng già rồi các bạn cho hạt điều vào. Các bạn tắt bếp cứ để đảo hạt điều ở trên bếp. Khi nào các bạn thấy màu nó vừa ý với mình là các bạn tắt bếp và lấy rổ lọc bỏ cái hạt điều ra. Hôm nay tôi đã có sẵn mỡ dầu điều rồi. Các bạn dùng mỡ dầu điều này khoảng 3-4 thìa canh nhé các bạn. Cần phải dùng đến nhiều cái dầu này để làm màu cho cái nước dùng của chúng ta có màu đẹp. Gia đình các bạn ăn cái món này mà nếu toàn người lớn không có mấy bé nhỏ ấy, các bạn muốn cho ớt để phi với cái mỡ màu điều này làm cái nước cho nước màu đẹp ấy, thì trước khi xào ớt này với màu điều các bạn phải ngâm ớt này với nước quậy lên nó thành bột bột sền sệt ấy, thì các bạn hãy cho vào mỡ dầu điều xào lên nhé. Hôm nay nhà tôi có mấy bé nhỏ cho nên tôi không làm ớt màu để đổ vào kia mà tôi làm bằng màu điều. Bây giờ mỡ nó nóng rồi các bạn cho hành băm nhỏ. Các bạn thấy mì hành phi nó thơm rồi nhé. Nó thơm rồi chứ chưa vàng đâu các bạn. Các bạn đổ xả băm vào. Xả cái băm nhuyễn hoặc xay nhuyễn càng tốt các bạn nhé. Xả phải cho sau hành thì xả nó nhanh cháy hơn.
các bạn phi hành và xả này phi vàng các bạn nhé. Rồi tôi tắt bếp, tôi vẫn để trên bếp để đảo cho nó vàng thêm nữa. Mỡ này nó rất là nóng cho nên là các bạn cứ để trên bếp nó đã vàng thêm rồi. Các bạn phi hành này như xả này giống y như là mình làm hành phi đó. Bây giờ tôi cho xả cây vào các bạn. Sau khi các bạn cho xả vào thì cho dứa luôn. Đây là dứa tươi các bạn. Các bạn cho nửa quả vào luôn. Dứa này tôi đã cắt sẵn là dứa tươi nhưng tôi để tủ đông. Bây giờ tôi lấy ra tôi dùng và tôi cắt cho cái món khác chứ không phải món này. Các bạn để dứa to nhé, đừng có cắt nhỏ như thế này. Cái lúc ban đầu mà mình sơ chế xương ấy, mình trần kỹ, mình luộc kỹ hơn một chút là nó không có bọt nhiều, các bạn thấy không ạ? Riêng cái món hầm xương bò này các bạn phải, cái lúc như ban đầu tôi nói là các bạn phải sôi từ 5 đến 10 phút rồi hãy vớt ra để xả nước lạnh rồi mới hầm. Các bạn để nhỏ lửa và thỉnh thoảng hớt bọt. Đây là mắm ruốc Huế. Các bạn chuẩn bị 250ml nước. Hôm nay tôi chuẩn bị số nước này là 6 lít. Chỗ này tôi cho 3 thìa canh mắm ruốc Huế. Để chờ cho cái nước mắm ruốc Huế này nó lắng xuống để chúng ta lấy phần nước trong thôi. Giờ tôi kiểm tra xem thịt và móng giò đã chín chưa. Giờ các bạn lấy đũa xuyên vào thịt bò nhé. Giờ tôi vớt bỏ bớt cái dứa ra các bạn. Cũng bỏ ra được rồi. Các bạn nào mà cắt miếng dứa lớn thì các bạn cứ để nguyên đó. Cái miếng này của tôi nó nhỏ đâm ra. Tôi vớt ra để dễ vớt xương, vớt móng giò ra. Tôi vớt luôn cả củ hành nó mềm lắm này. Các bạn lấy tay này, hay là lấy cái kéo cắt thử miếng ăn nhé. Nếu mà các bạn thích ăn nhừ nữa thì để thêm. Còn tôi thích vừa chín luôn. Ăn nhừ quá cũng không ngon. Bây giờ tôi nêm nếm lại nồi nước dùng này các bạn. Đây là mắm ruốc Huế. Và các bạn cần phải lọc nhé. Các bạn đổ mắm ruốc vào, các bạn đổ từ từ. Tại vì cái mắm ruốc này nó cũng mặn như là mắm tôm ấy các bạn. Cho nên lúc ban đầu tôi chỉ nêm nếm tạm là có một thìa canh muối và một thìa canh hạt nêm. Giờ tôi thử nếm lại xem khi cho mắm ruốc Huế vào nó như thế nào. Các bạn thấy cái xương bò nó béo không? Tôi chưa cho cái gì mà nợ mỡ nó váng vàng này. Đừng phải ăn ngọt nhiều thì các bạn cho nhiều. Tiếp tục các bạn cho hành phi và xả phi. Nồi nước dùng như này của chúng ta đã rất là vừa và ngon rồi các bạn. Nếu bạn nào mà không có cốt bún bò Huế này thì các bạn chỉ nêm nếm như tôi vừa làm là đã rất là vừa và mùi cũng rất là dậy và ngon rồi. Còn nếu bạn nào có cốt bún bò Huế thì nó càng đậm đà và dậy mùi hơn một chút nữa. Đây là một thìa canh các bạn. Tôi thử cho thêm một thìa canh nữa và cho một chút nước để quậy lên cho nó tan chút cái nước dùng rồi này. Sau khi luộc tiết các bạn vớt ra, chuẩn bị một bát nước lạnh để ngâm tiết vào. Chỗ chân giò này, rồi gân, thịt bò. Nếu các bạn để lâu quá các bạn cũng phải chuẩn bị một bát nước thật lớn để ngâm nước đun sôi để nguội các bạn nhé. Nếu không các bạn để lâu quá, chân giò nó xuống màu, nó sẽ bị sẫm màu đen không đẹp.
mà ăn nó lại khô nữa. Giờ tôi ăn ngay cho nên tôi không ngâm vào nước. Đây là giò sống các bạn. Còn đây là tôm xay. Khi tôi xay tôi cho một chút bột màu điều vào cho nên nó có cái màu vàng này. Còn tỷ lệ tức là các bạn cho 3 phần thịt xay, 1 phần tôm. Các bạn muốn ăn ngon thì các bạn cho nhiều tôm cũng được. Giò sống chỗ này họ đã nêm nếm đậm đà rồi cho nên các bạn không cần nêm nếm gì thêm. Các bạn nếu thích cho tiêu thêm thì các bạn cho một chút hạt tiêu nữa. Các bạn muốn chả tôm của các bạn dai và giòn thì các bạn phải quết mỏi tay một chút này mới được thì sản phẩm nó mới ngon được. Các bạn này quết từ 5 đến 10 phút nhé. Thì chả tôm của chúng ta đã được. Các bạn cho chả tôm vào nồi nước dùng này. Ăn đến đâu các bạn cho vào đến đó nhé. Chỗ gân này tôi hầm 2 tiếng này. Cần phải cắt mỏng. Đây là miếng gầu này các bạn. Chỗ này là 6 lạng bây giờ. Khi nấu lên nó còn teo lại còn chút xíu à. Cái này các bạn cũng cắt mỏng nhé. Cái món bún bò Huế này thì không thể thiếu rau răm. Cái này các bạn phải cần chuẩn bị cả rau răm nhé. Rau răm các bạn cũng cắt nhỏ. Bún các bạn phải trần qua nước sôi hoặc nếu không các bạn phải cho vào lò vi sóng để hít cho nó nóng bún rồi các bạn hãy chan nước nhé. Đây là chả tôm các bạn. Cho thêm chút chân ớt các bạn. Món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Chúc các bạn vào bếp thành công với món ăn này. Xin chào và hẹn gặp lại.